Ukraine sẽ triển khai phát triển tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương trên mạng Stellar. Polygon thông báo quan hệ đối tác chiến lược với Decentro Game. Cựu chủ tịch CSTC, xét không thể áp dụng bộ luật 90 năm tuổi vào crypto. Mastercard xâm nhập sâu vào ngành công nghiệp tiền số thông qua thỏa thuận mua lại CipherTrade. Tiếp theo là bản tin chính của Crypto 24 giờ tối ngày hôm nay. Nhân viên giám sát hoạt động công nghệ thông tin tại văn phòng thư ký hạ Suffolk ở New York, Christopher Nable, bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ của mình để đặt thiết bị khai thác tiền điện tử ở nhiều điểm khác nhau tại trung tâm Riverhead ở quận New York mà anh ta làm việc. Nable bị cáo buộc đã thiết lập 46 thiết bị để khai thác tiền điện tử ở những vị trí như bảng điện không sử dụng trên tường hoặc bên dưới ván sàn. Khai thác tiền điện tử có thể là một nỗ lực tốn kém, đôi khi yêu cầu thiết bị cụ thể cũng như tăng chi phí điện ở bất kỳ nơi nào thiết lập bộ máy khai thác. Thiết bị khai thác cũng có thể tỏa ra một lượng nhiệt đáng kể, làm tăng thêm phương trình. Các nỗ lực của Nable bị cáo buộc đã gây ra chi phí điện lên đến $6,000 trở lên cho hạt Suffolk. Nable phải đối mặt với một số yêu cầu pháp lý, chẳng hạn như hành vi trộm cắp và có thể nhận bản án lên tới 15 năm tù giam. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có buổi làm việc với đại diện của tổ chức phát triển Stellar, SDF, tại San Francisco. Tổng thống và nhóm của ông đã thảo luận về triển vọng phát triển của lĩnh vực công nghệ thông tin và đổi mới Ukraine. Theo Tổng thống, Ukraine hiện đang phát triển thị trường tài sản số và sắp phát hành tiền kỹ thuật số của riêng mình. Mạng Stellar là một lựa chọn hoàn hảo để phát hành CBDC, nhờ vào mức phí cực thấp, gần bằng không và xác nhận gần như ngay lập tức. Ông cũng hoan nghênh SDF mở rộng hoạt động tại Ukraine. Ông tin rằng Ukraine sẽ củng cố hình ảnh của quỹ phát triển Stellar trong mắt chính phủ Mỹ vì đây là một đồng minh chiến lược. Ngoài ra, đất nước Ukraine cũng cần giúp đỡ trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Mặc dù không chắc chắn các khoản thanh toán bằng CBDC sẽ hiệu quả và tiết kiệm, nhưng có một điều chắc chắn là nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế. Đồng thời, giải pháp này cũng là một trong những cách tốt nhất để hạn chế tham nhũng. Theo Dune Analytics, khối lượng giao dịch hàng ngày trên OpenSea, thị trường mã thông báo NFT lớn nhất, đã giảm đáng kể từ mức đỉnh $323 triệu vào tháng 8 xuống còn khoảng $52 triệu vào thứ Năm tuần này. Sự sụt giảm đáng kinh ngạc khiến nhiều người hoài nghi rằng thị trường NFT là một bong bóng đã vỡ. Nhưng một số nhà quan sát nói rằng thị trường vẫn còn sôi động và còn lâu mới kết thúc. Thị trường NFT chỉ đơn thuần đạt đến mức ổn định tạm thời vì nó đang tìm kiếm dự án lớn tiếp theo để tạo ra lợi nhuận và người dùng mới. Theo OpenSea, khối lượng giao dịch hàng ngày cho CryptoBull đã giảm hơn 90%. Giá sàn cho CryptoBull hiện ở mức khoảng 90 Ether, giảm so với mức đỉnh tháng 8 là 132 Ether. Các nhà phân tích đã giải thích rằng, khi blockchain Ethereum trở nên tắc nghẽn, một số hoạt động NFT đã tràn sang các blockchain lớp 1 khác như Solana. Do blockchain này cung cấp các giao dịch nhanh hơn, chi phí thấp hơn so với Ethereum. Điều này cũng có thể hấp dẫn đối với thị trường NFT. Sàn giao dịch tiền điện tử FTX.us gần đây đã thông báo về việc ra mắt nền tảng đúc tiền cho NFT được xây dựng trên cả Ethereum và Solana. Do đó, có thể tin rằng thị trường NFT chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển, vấn đề là mức độ biến động của tốc độ tăng trưởng như thế nào. Polygon hôm nay thông báo rằng họ đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Decentro Game, một tổ chức tự trị phân quyền game Metaverse, để giải quyết các thách thức xung quanh khả năng mở rộng, khả năng tương tác, tốc độ và chi phí giao dịch trong quá trình chơi. Decentro Game sẽ tận dụng chuỗi khối Proof of Stake của Polygon như một cơ sở hoạt động có mức phí cực thấp, bền vững và hiệu quả để xây dựng, nâng cao và mở rộng quy mô trò chơi của mình. Giải pháp mở rộng quy mô Ethereum của Polygon sẽ cho phép Decentro Game loại bỏ tình trạng ngừng hoạt động và thời gian bảo trì dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm chơi game. Đây được xem là một thách thức quan trọng cần giải quyết do số lượng người dùng tham gia Metaverse đang gia tăng nhanh chóng. Khả năng tương tác được nâng cao giữa các dự án dựa trên Ethereum, được kích hoạt bởi giao thức của Polygon, cũng sẽ đảm bảo việc chuyển giao tài sản xuyên chuỗi liền mạch, cũng như tăng tính thanh khoản cho cộng đồng. Người dùng của Decentro Game sẽ tận hưởng các giao dịch trong trò chơi nhanh hơn với chi phí thấp hơn. Đồng thời, việc tích hợp này còn có ảnh hưởng tích cực đến môi trường khi tất cả các giao dịch đều trung tính với carbon. Các quốc gia Honduras và Guatemala đang nghiên cứu tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương. Dự án này có thể mang lại giá trị to lớn cho hệ thống tiền tệ của họ. Không giống như những gì El Salvador đã làm, đã chấp nhận Bitcoin, các ngân hàng trung ương của Honduras và Guatemala hiện đang nghiên cứu các loại tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương. Wilfredo Serrato, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Honduras, nói rằng Hội đồng Tiền tệ Trung Mỹ, cơ quan tiền tệ cao nhất trong khu vực, nên có giải pháp để có thể giải quyết việc chấp nhận các loại tiền kỹ thuật số.
Jose Arido Blanco, phó chủ tịch của Ngân hàng Trung ương Guatemala, cho biết CBDC của quốc gia này sẽ được đặt tên giống như tiền tệ fiat của nó, dựa trên tên một loại chim quốc gia Iguazú. Tuy nhiên, các ngân hàng trung ương này không muốn tích hợp một hình thức tiền tệ mới vào hệ thống tài chính hiện có của họ mà không có sự chuẩn bị kỹ càng. Blanco cho biết rằng một ủy ban làm việc về CBDC đã được thành lập cách đây 6 tháng và sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thành giai đoạn để nghiên cứu. Trong một cuộc phỏng vấn vào hôm thứ Năm, cựu chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai CFTC Chris Giancarlo đã đề cập đến cuộc tranh cãi giữa Coinbase với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC. Ông nhấn mạnh cần phải xây dựng một bộ quy tắc rõ ràng hơn đối với tài sản kỹ thuật số. Cục quản lý của CFTC có biệt danh là CryptoDesk và hiện đang là cố vấn cấp cao tại BlockFi đã mô tả các quy tắc hiện tại là lạc hậu và được thực thi không đồng đều. Giancarlo nói, các chủ tọa của SEC không thể áp dụng các quy chế đã có từ 90 năm trước đối với một lĩnh vực mới và phức tạp như ngành công nghiệp tiền điện tử. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Coinbase tiết lộ rằng SEC đe dọa sẽ kiện sàn giao dịch tiền điện tử này nếu nó giới thiệu một sản phẩm giống như tài khoản tiết kiệm. Uniswap Lab, một sàn giao dịch phi tập trung lớn cũng đang bị SEC điều tra. Trước sự vào cuộc ngày càng sâu của SEC đối với lĩnh vực tài sản số, nhiều ông lớn trong ngành đã chỉ trích SEC đã bắt tay với các ngân hàng truyền thống để loại bỏ ngành công nghiệp tiền điện tử nhằm giữ vững vị thế trong thị trường tài chính toàn cầu. Giancarlo đưa ra một kết luận rằng Coinbase nên có một cuộc đối thoại trực tiếp với SEC, điều này sẽ giúp tái thiết lại một bộ quy tắc mới cho ngành. Theo Stephen Inbet, thống đốc ngân hàng trung ương Thụy Điển, các nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với một khoản lỗ lớn trên thị trường tiền điện tử. Ông đã đưa ra tuyên bố này tại một sự kiện tài chính ở Stockholm. Đồng thời, Inbet cũng cho rằng các giao dịch Bitcoin và tiền điện tử khác tương tự như giao dịch tem. Nhiều doanh nhân khác như Elon Musk và các nhà quản lý quỹ như Cathie Wood đã ủng hộ thị trường tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, một số nhà quản lý và thống đốc ngân hàng trung ương đã so sánh thị trường tiền điện tử giống như một bong bóng tài chính điển hình. Đầu năm nay, thống đốc ngân hàng trung ương Thụy Điển đã tuyên bố rằng Bitcoin rất có thể sẽ phải tuân thủ các quy định siết chặt hơn khi mức độ phổ biến của nó ngày càng tăng. Tuyên bố của ông đã được kiểm chứng bởi động thái gần đây của nhiều cơ quan quản lý trên toàn thế giới, đặc biệt là cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu thế giới, SEC Hoa Kỳ. Chủ tịch SEC đã nhiều lần áp dụng quyền hạn của mình vào lĩnh vực kỹ thuật số. Mới đây nhất, cơ quan này đã đe dọa sẽ kiện gã khổng lồ giao dịch tiền điện tử Coinbase vì đã mở các sản phẩm cho vay. Theo một thông báo vào thứ Năm, gã khổng lồ thanh toán toàn cầu Mastercard đã được thỏa thuận mua lại CipherTrade, một công ty trí tuệ blockchain với khả năng xử lý cho hơn 900 loại tiền điện tử. Là một phần của thương vụ mua lại lớn, Mastercard cho biết họ có kế hoạch tích hợp các hoạt động của CipherTrade vào các giải pháp an ninh mạng cho tài sản kỹ thuật số của riêng mình. Mastercard sẽ kết hợp khả năng mạng của mình với công nghệ CipherTrade để phân biệt thẻ và kiến trúc thanh toán thời gian thực. Đối với Mastercard, thỏa thuận sẽ cho phép khách hàng và đối tác sử dụng tài sản kỹ thuật số, trong khi vẫn duy trì tuân thủ các quy định pháp lý tài chính. Bình luận về việc mua lại, giám đốc điều hành mạng và tình báo của Mastercard, Ajay Pala, nhận xét rằng sự phát triển của thị trường tiền điện tử đòi hỏi nhu cầu về các hoạt động an toàn và đáng tin cậy. Sau đây là một số tin vắn đáng chú ý. Đầu ngày hôm nay, bốn cặp giao dịch XRP, XRP BTC, XRP USD, XRP GBP và XRP EUR bắt đầu hiển thị trên ứng dụng di động của sàn giao dịch Coinbase Pro. Giá của tiền điện tử lớn thứ 7 đã tăng vọt gần 12% chỉ trong vài phút khi khối lượng giao dịch bắt đầu tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, Coinbase Pro đã nhanh chóng dập tắt những tin đồn liên tục. Trong một tweet, sàn giao dịch này đã giải thích đây là do ứng dụng bị lỗi kỹ thuật, vì vậy người dùng không thể giao dịch XRP. Được biết, Coinbase đã chuyển sang đình chỉ vô thời hạn giao dịch và gửi tiền XRP vào ngày 19 tháng 1 sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cáo buộc rằng tiền điện tử này là một chứng khoán chưa được đăng ký trong vụ kiện mang tính bước ngoặt chống lại Ripple. Trước đó, nhiều sàn giao dịch khác cũng đã chuyển sang loại bỏ XRP do áp lực quy định. Cơ quan dịch vụ tài chính của Seychelles, FSA, cùng với Bộ Tài chính của đất nước được cho là đang xây dựng một chính sách để cấm hoặc cấp phép cho các nền tảng giao dịch tiền điện tử là các doanh nghiệp quốc tế đã đăng ký. Động thái của FSA xảy ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều cuộc điều tra quốc tế về các nền tảng giao dịch tiền điện tử lừa đảo có chi nhánh tại quốc đảo này. Bộ sưu tập NFT có câu lạc bộ du thuyền Poap đã đem về doanh thu khủng vượt xa mong đợi khi được đấu giá tại sàn đấu giá nổi tiếng Sotheby's. Ước tính số tiền thu được rơi vào tầm 15 đến 18 triệu đô la, với mỗi NFT được bán ra khoảng 245.500 đô la, cao hơn giá bán trung bình trên thị trường thứ cấp hàng đầu OpenSea trong 7 ngày qua. Titan Arena vừa công bố với người hâm mộ của mình rằng dự án của họ sẽ IDO trên Pay Ignition vào ngày 15 tháng 9 năm 2021.
Do thời gian đăng ký qua list có giới hạn, nên Titan Arena kêu gọi người dùng hãy nhanh tay đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội này. Thời gian đóng qua list là thứ tư ngày 11 tháng 9, 4 giờ sáng theo giờ quốc tế, tức 11 giờ theo giờ Việt Nam. Thị trường tiền điện tử hôm nay khá ảm đạm, vốn hóa toàn cầu lúc 5 giờ chiều nay là 2,18 nghìn tỷ đô la, giảm hơn 2% so với thời điểm này ngày hôm qua. Bitcoin giảm nhẹ 0,8%, giao dịch tại 46.131 đô la. Ethereum cũng điều chỉnh mạnh, giảm 4,3%, đang ở mức 3.381 đô la. Cardano có thể nói là đồng coin có những bước chuyển mình khó lường nhất khi ngày hôm qua đột ngột tăng hơn 11%, thì hôm nay lại giảm gần 6%, giao dịch tại 2,46 đô la. Và Binance Coin hiện đang quanh mức 412 đô la. CryptoLitVN rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong bản tin chuyển động crypto được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ đội ngũ của chúng tôi. CryptoLitVN xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.